Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chết Chè Bông nha. Cả nhà ơi, trời ơi, cái cây này là cây dảo Phú Tân nha. Dảo Phú Tân cả nhà. Hồi Tết á, em để nó rụng lá nè. Giờ nó nở quá trời luôn nè cả nhà. Chị hoa của Phú Tân á, là phơm tròn. Cả nhà nhìn thấy ha, hoa phơm tròn. Và đặc biệt nãy giờ là thơm, rất là thơm. Cái con ong nó bay dèo ở đây hoài luôn nè cả nhà. Đó, đây ha. Thì giống dảo Phú Tân này là hoa tròn nè cả nhà. Rất là đẹp nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Đó. Và đặc biệt làng Phú Tân nó rất là thích hợp cho khi chúng ta mỗi thời tiết luôn cả nhà. Và đặc biệt là thời tiết lạnh thì nó cũng rất là thích hợp luôn. Cho nên hồi Tết năm rồi thì em bán cho các anh ở ngoài Bắc mua rất là nhiều. Cả nhà nhìn cái phơm hoa nè, rất là đẹp luôn ha. Đó, đây nè, mấy cái này thì nó nở rồi hết rồi. Bông thì bông chùm không nha cả nhà. Đó nè, ủa coi nè. Đó, thì bên em có một số cây giống dảo Phú Tân phải nói là cực kỳ đẹp luôn, mà giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng em xem cây giống nha cả nhà. Đó, bữa nay về vườn là ngát hương thơm luôn cả nhà. Quá trời hoa nở luôn ha. Rồi, mời chúng ta hãy cùng xem lô dảo Phú Tân nha. Tuyệt đẹp luôn cả nhà. Vừa rồi em có giới thiệu đó là cái hoa của dảo Phú Tân bông chùm á cả nhà. Thì phải nói hoa rất là đẹp và rất là thơm luôn nha. Đó, đây thì em có một cái lô cây này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Củ nở như thế này nè. Giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. 80 ngàn một cây thôi, củ nở nha. Cây thì cành nhánh có đủ hết luôn rồi nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Cái này giờ chúng ta lấy bo trồng đất vô tư. Và đặc biệt là dán nó ra uống hết rồi nè. Uống hết rồi nè cả nhà ha, uống hết rồi nè. Đó, cả nhà nhìn nè. Đó, thì giá chỉ có 80 ngàn cây thôi cả nhà. 5 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Phải nói là cái lô Phú Tân này nó vừa già, nó vừa đẹp cả nhà, cực kỳ luôn á. Đó, đây ha. Đây, trời ơi, coi nè. Cả nhà nhìn nè, củ thì nở không ha. Này, thích hợp cho trồng đất, trồng chậu luôn nè. Rồi, trồng muốn trồng đâu trồng luôn á cả nhà. Bởi vì nó quá khỏe rồi, cây nó cứng cáp, đã uống dán hết rồi nè. Đó, giá thì có 80 ngàn thôi cả nhà. Nếu chúng ta lấy 5 cây em bao ship và 10 cây em tặng một cho chúng ta luôn nha. Rồi, ngoài cái đó thì em sẽ có một cái lô cúc thọ hương cả nhà. Cúc thọ hương thì cũng đồng giá 80 luôn nha. Đồng giá 80 luôn nè. Trời ơi, cái lô này đẹp lắm. Nó lùng lùng liền liền, nó cũng một tông của Phú Tân luôn á cả nhà. Nè, cả nhà nhìn thấy ha. Củ thì nó cũng giống giống vậy luôn nè. Đó, cây vậy nha. Đó, cả nhà nhìn thấy à. Cái này ha. Nè, liền cốt khoảng 80-90% luôn à. Đó, đây, để nè. Cái lô này nó tựa tựa Phú Tân. Tại vì một chủ nuôi á cả nhà. Đó, mấy cái loại này em thấy cây tốt quá em lấy về em bán nè. Chứ vườn em thì đa số mấy cái loại giống mới kia kìa ha. Đó, cái này thì của bà cô em nè. Bà cô em bả nuôi rất là cứng. Cả nhà nhìn thấy nè, vô dây ha. Dây này nó xiết luôn rồi, cả nhà vừa tháo ra em nha. Đó, đây, giá 80 ngàn cây, 5 cây bao ship và 10 cây tặng một luôn nha cả nhà. Rồi ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.